Trường An, 12 canh giờ. Tập 27, giờ hợi, tế đón mặt trời. Mau đi ngăn hắn lại. Ai đang điều tra vụ án này? Mau đi ngăn hắn lại. Mau đi ngăn. Hà Phạm, chủ mưu đứng sau là ai? Hình bộ Bùi Thượng Thư. Bùi Thượng Thư, ngày mau đi ngăn cản tên Long Ba lại đi. Hắn có 300 thùng phục quả lời, 300 thùng lợn đó. Mục tiêu của hắn không phải làm cũ lan. Mục tiêu của hắn không phải làm cũ lan. Ta chỉ hỏi người, ám sát hữu tướng, chủ mưu đứng sau người là ai? Ta chính là chủ mưu. Là ta đã thuê Long Ba. Lùi xuống cả đi. Ta không biết Long Ba muốn phục kích chỗ nào. Hắn lừa ta. Hắn đã lừa ta. Ta chỉ muốn báo thù Lâm Cẩu. Ta không muốn làm liên lụy đến bách tính Trường An. Bùi Thượng Thư, ngài giỏi phá án, ngài mau đi tìm Long Ba đi. Ta không muốn làm bách tính Trường An bị thương. Ta không muốn hại đến bách tính Trường An. Đây là đâu? Ta phạm đại án, phải bị tam ty hội thẩm. Nếu các người dám thẩm vấn riêng, sẽ là vi phạm luật đường. Là người. Ta chỉ muốn biết là ai xu khiến người giết ta. Người muốn ta cắn người khác sao? Lâm Cẩu đúng là Lâm Cẩu. Thường ngày người đều gọi ta là Lâm Thúc Thúc. Thật ra người không biết, con chó ta nuôi trong phủ tên là Lâm Thúc Thúc. Hạ Phù, chữ phù này của người là ta xin hoàng thượng đặt cho người đó. Người muốn nhắc hoàng thượng rằng Hà Chấp Chính nhận nuôi một người lai lịch bất minh đúng không? Ngày ngươi còn nhỏ, ta thích nhất là nhìn đôi mắt ngươi. Sau này ngươi chắc chắn sẽ bị người khác đào mộ. Tiếc là ta không nhìn thấy được nữa. Những người như chúng ta luôn muốn nhìn thấy một đôi mắt sạch sẽ. Thật khó quá. Ta đã công khai và âm thầm thử người không dưới hàng chục lần. Xác thật đúng là ngớ ngẩn thật. Một đứa trẻ mới 6-7 tuổi không thể nào giả khờ qua mắt được y quan của phủ ta. Phụ mẫu, vú nuôi và huynh muội của ta đều bị treo cổ ngay trước mặt ta. Ta bỏ trốn nằm dưới quyệt, ăn thức ăn còn sót lại trong bụng tử thi, rơi vào tay trộm cướp, làm mồi nhử giết người tốt cho kẻ gian. 6-7 tuổi, lúc người gặp ta, cuộc đời ta đã hết. Chỉ vì hoàng thượng khen ông ấy phong độ ngời ngời mà bị người hãm hại. Cả nhà ta 70 người, chỉ còn mình ta sống sót. Thứ sử Trần Châu tính tình nóng nảy, thật ra khó mà trọng dụng. Hoàng thượng không nên trọng dụng hắn. Ta làm vậy là vì đại đường. Hữu tướng,
Người Hà dám đi gặp thái tử cũng đều đưa người đi theo cùng nhỉ? Hèn gì tể tướng Đại Đường kiên nhẫn đến tận bây giờ. Người muốn biết Hạ A Gia và thái tử nói những chuyện bí mật gì đúng không? Thái tử có biết hành động hôm nay của người không? Bây giờ người nói ra, ta có thể báo sử quan xóa đi tội danh của phụ thân người, thứ sự trận nhọc. Tội danh đó vốn là người vu cáo. Người đã đến nước này, chỉ bằng hãy nghĩ xem mình còn có ích gì. Người thật sự có thể cải chính cho phụ thân ta? Việc ấy còn phải xem lời khai của người nữa. Có khai ra hung thủ thật sự mà ta cần hay không? Ta khai. Bây giờ ngẫm lại thì đằng sau Long Ba đúng là có người khác. Là ai? Được rồi, đợi người của hội thẩm đến, ta nhất định sẽ nói cho các người nghe. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Cần bao nhiêu tiền các người cứ nói. Người đáng giá bao nhiêu tiền? Bây giờ ta vẫn còn việc quan trọng phải làm. Hãy thả ta ra. Cần bao nhiêu tiền người cứ nói. Việc quan trọng đến mức nào? Hôm nay thành Trường An rất nguy hiểm. Đối với những người như bọn ta đây, thành Trường An ngày nào cũng rất nguy hiểm. Ta có thể cứu các ngươi. Quan gia à, câu này ta nghe suốt bao nhiêu năm rồi. Giờ ta chỉ tin bản thân mình thôi. Người bảo ta nên mang đầu người giao cho quan binh để lĩnh tiền thưởng, hay là gửi cái tay đến nhà người đòi tiền chuộc, hay là biến người thành câm điếc làm nô lệ cho người ta, hay là làm thành xác chết chở hàng cho tiện nghi? Ta là người thô tục, không biết tính toán. Quan gia, người tính giúp bọn ta xem. Bọn ta nghe theo người. Hắn đi đâu rồi? Dọn phòng. Dọn phòng. Người đáng tiền. Hắn sẽ nhốt người lại trước, sau đó cắt thành từng miếng, lừa lấy tiền tiêu. Người xem, máu của ta là độ tốt đó. Người có muốn không? Người cứ một mực đòi ra ngoài để làm gì? Nhốt trong cái hộp nhỏ này tốt biết bao. Chẳng cần lo gì cả, vẫn đang sống đấy thôi, mà trong lòng cũng vui nữa.
Nào, trở nên giống ta đi. Ngươi sẽ có thể ở lại đây mãi mãi. Nào. Được. Vậy ta sẽ ở lại, không cần phải suy nghĩ gì cả, cũng vẫn là sống. Trong lòng sẽ có thể vui vẻ thật sao? Trương Đỗ Ý, người mau đi đi, cách ta càng xa càng tốt. Trương Tiểu Kính, để ta chắn, ngài đi điều tra vụ án đi. Tới đi. Ai chặt được đầu của Trương Tiểu Kính, công lao sẽ thuộc về người đó. Không chiến à? Sống không tốt hơn sao? Hướng Hữu kêu dè chặn. Ở phường Bình Khang gần cổng Xuân Minh. Bất lương nhân thành đầu mò chống chi gì? Nhanh lên. Dư Dệ Xuất, đánh đồng nghiệp, ngươi muốn làm phản à? Biến đi. Đi xem đã xảy ra chuyện gì. Dân. Dì nghĩ là sao? Đừng bận tâm nữa. Mọi chuyện tin, không lùi bước. Có nghĩa gì vậy? Dòng lâu truyền tin không lùi bước. Nói thì dễ. Bẩm cáo Ti Thừa, Dư Dệ Xuất lợi dụng dòng lâu phát lệnh cho nghịch tặc Trương Tiểu Kính, nghĩa là không lùi bước. Không lùi bước. Hắn hiểu thế nào là không lùi bước. Cầm lấy. Rõ. Từ tỉnh An truyền thống lệnh gấp, tất cả giọng lâu lập tức đóng cửa, tất cả giáo hầu giọng lâu giải tán về nhà. Việc này, đóng giọng lâu, vậy chúng ta còn bắt Trương Đỗ Ý nữa không? Từ tỉnh An lại phát một lượt nữa, trống lệnh không nhầm đâu. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Nghe lệnh, giải tán. Đi thôi.
phụng lệnh ti thừa truy bắt Diêu Vệ Xuất. Thế nào là không lùi bước? Không thay lòng đổi dạ, kiên trì đến cùng. Trên đời chuyện gì là đơn giản nhất? Hô khẩu lệnh nghe lọt tai là đơn giản nhất. Diêu gia A-Lan, ta nói cho người nhé, phá hoại dòng lâu cũng vô dụng. Trường Tiểu Kính hôm nay bắt buộc phải chết. Hắn chết rồi sẽ tốt cho hữu tướng. Hoàng thượng lập ti tỉnh An là để tìm ra hung thủ thật sự, bảo vệ bách tính Trường An an toàn, chứ không phải để du oan một người tốt. Sao không trưởng thành vậy? Ý kiến của người thì là đúng sao? Nói người hay, hữu tướng đã bắt được phạm nhân mưu sát rồi. Người đoán xem là ai? Con trai của Hạ Giám, Hạ Phù. Không thể nào, Hạ Phù là một kẻ khờ. Thật lo ngại thay cho thái tử. Dẫn đi đi, không phải nhốt người. Nhưng lúc nhàn rỗi người hãy nghỉ ngơi đi. Đợi ngày hoàng thượng hạ lệnh thanh trừng bè đảng của thái tử, các người sẽ không yên đâu. Mang cơm đến à? Tôi chết đói đến nơi rồi. Nếu mà ở nhà thì giờ đã là chín hợi rồi. Phải làm một tô mì ăn đêm, nấu bằng nước lèo thịt dùng, thơm mềm dài ngon, bồng bột nhất thời, nhất thời bồng bột. Ta vừa làm một việc ngu ngốc, trong lòng không yên thì nên nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Dù là tiến hay lùi thì con người vẫn đều phải đi mà, không dừng được. Việc gì nói ra cũng dễ, nghe đã làm rồi còn gì. Ngài xem, vẫn có người đang giúp ngài kìa. Vẫn có người đang giúp ngài đó. Trương Đô Ý, không lùi bước. Hy vọng bọn họ có thể hiểu được. Không được chết, không thể chết ở đây được. Không thể chết ở đây được. Không thể chết ở đây. Văn đội, vẫn chưa nhìn thấy quân tiếp diện đâu. Nằm xuống, nằm xuống. Giang đội, lần này chúng ta không trụ nổi rồi. Con muốn về Trường An thăm con gái huynh không? Dù sao cũng chẳng có ai quản chúng ta. Hay là rút đi.
Tuấn Tuấn, cho ta ít. Làm lính là để tự nguyện sao? Hỏi câu này làm gì? Lúc chúng ta tổng quân, có ai là không tự nguyện đâu. Con đường mà đệ đã chọn, lúc không phân biệt rõ đúng hay sai, thì hãy nhớ mấy chữ. Không lùi bước. Trốn đi. Muốn nửa đời sau sống vui vẻ thì đừng nhìn. Ta là đô úy Tỳ Tỉnh An Trương Tiểu Kính, đều là người làm lính với nhau. Ta không muốn giết các người. Chết vào tháng Giêng là cha mẹ mất Tết. Lùi. Hắn chính là tội phạm. Hắn chính là tội phạm. Bắt lấy. Hôm nay kẻ nào cản trở ta phá án sẽ phải chết. Làm sao giờ? Hãy nhớ, dọc lâu truyền tin không hiệu quả, không lần ra dấu vết trừ phạm. Rút, rút, rút đi. À chỉ, người thật không biết xấu hổ. Gặp ai cũng cởi y phục. Chắc không phải tiểu tử này định chữa bệnh cho mùi mùi ông ấy chứ? Hắn muốn giúp mùi mà. Nhìn cái áo choàng hắn mặc kìa. Ra đây cho ta. Mùi mùi, ta không có mùi mùi. Mùi mùi ta đã chết từ 3 năm trước rồi. Cô ấy vẫn còn hy vọng. Y miệng. 3 năm rồi, tất cả những loại thuốc cần tìm đều đã cho nó uống. Mùi mùi ta ngốc hết, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Nhưng ta cũng không cho tên lừa đảo nhà người gạt nó đâu. A Quynh, đừng gọi ta là A Quynh. Ta không có mùi mùi lỡ lét như người. Đúng, mùi lỡ lét. Mùi còn từng vào lầu xanh. Nhưng đó là gì đâu, Quynh có biết không? Nếu năm xưa Quynh có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, thì A Chỉ có phải vào lầu xanh không? Những chuyện này Quynh quên hết rồi sao? Cút về đi.
đừng làm ta mất mặt. Đứt đèn để nung đồ gốm, tro gỗ, giấm, thau đồng, chậu lửa, khăn tay và một thau nước lớn. Đứt đèn phải là của thợ nung gốm Vũ Giang Lăng. Cứ tìm một người thợ nung bất kỳ đều có cả. Đây là phương thuốc gì vậy? Ta chưa nghe bao giờ. Có tác dụng không? Thầy thuốc đã nói nó hết được cứu chữa rồi. Đừng cho ta hy vọng hảo quyền nữa. Hy vọng hảo thì cũng là hy vọng. Tại sao không thử? Sao còn khóc? Mắt ta lạ lắm. Nhìn thấy thần tiên ma quỷ, nó sẽ chảy nước mắt. Vậy là ngươi nhìn thấy thần hay là nhìn thấy ma? Ta nghĩ ngài hãy đi đi thì hơn. Ta có bạn ở Tây Vực, có thể giúp ngài ổn định cuộc sống. Diêm Vương cũng là vua, giết người lấy mạng cũng là bình thường. Đúng. Bây giờ ngài trốn đi. Không làm được anh hùng, nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Đi đi. Nhưng lúc giọng lâu đang mù, mau đi thôi. Ngài muốn đi thật sao? Đi thật. Nhưng trước khi đi, ta phải tìm thủ trốc làng hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc ai đã thuê bọn họ giết Hữu Sát? Tiểu nhị, tới liền. Nguyên bình sự, chúng tôi qua bên kia chờ ngài. Hôm nay là do giọng lâu bị phá hỏng, không thể kịp thời truyền báo vị trí của Trương Tập, mới để hắn trốn thoát. Các ồn không thể trách người được. Nếu hắn khăng khăng trách cứ người, thì ta sẽ đi tìm quan cấp dưới của Ajata ở Trường An, nói đỡ cho ngươi. Không cần đâu, thực sự không cần. Sao vậy? Các ồn chỉ là chuyện nhỏ, ta tự có cách, yên tâm đi. Có phải là ngươi nghe nói người mưu sát hữu tướng là Hạ Phù, sợ dính dáng đến người bên thái tử không? Ajata là nghĩa huynh của thái tử. Nếu nói thân đảng thì đừng nói người khác, ngay đến hoàng thượng cũng sẽ coi nhà ta là thân đảng của thái tử. Nếu người sợ bị liên lụy thì đưa ta về nhà, coi như hôm nay chưa từng quen biết. Đừng. Sao cô có thể đâm vào tim ta như vậy? Ta có tâm cơ thật, nhưng tâm cơ của ta đều là đối với người khác. Việc gì ta phải dùng tâm cơ với cô chứ? Thế thì ta thành cái hạng người gì? Còn người sống trên đời, nếu như ngay cả một người khiến mình bận lòng cũng không có, thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ? Cho dù hái được trăng sao trên trời, thì niềm vui này biết chia sẻ cùng ai? Ngươi cũng chỉ nói miệng thế thôi. Chắc ngươi nghĩ giữ ta lại kiểu gì cũng có tác dụng đúng không? Nếu phe hữu tướng được ưu ái, ngươi sẽ moi tin tự ta đi tố cáo bí mật của Aya ta. Nếu phe thái tử trở mình, thì giữ lại ta càng có ích rồi, không phải sao? Đáng thương. Cô còn trẻ như vậy mà đã bị Trường An giáo quá tới mức đề phòng người khác như vậy. Ta thật lòng thương cô. Ở trong hang hầm miệng sói, không còn cách nào khác. Ta thật sự hận không thể lập được đại công hiển hách ngay trong hôm nay, sau đó có thể một bước lên mây. Không cậy thái tử, không nhờ hữu tướng,
Chỉ dựa vào chính hai chữ nguyên tái này là có thể bảo vệ cô một đời bình an. Ý nghĩ diễn dòng, nói ra thì dễ. Không tin à? Quận Tú, trời xanh trên cao, nguyên tái ta xin thề, người đời sau nhất định sẽ nhìn thấy hai chữ nguyên tái trong sử sách cùng với tên thê tử Dương Uẩn Tú. Sao hát thế? Không phải người muốn A Chỉ chết vì độc chứ? Chết độc càng tốt chứ sao? Đúng ý Quynh luôn. Nếu không thì muội sống. Tần làm Quynh mất mặt. Người chồng hắn tuấn tú lại giàu có, nên để lời cho hắn chứ gì? Đề tiện, mùi mùi của Quynh mà. Không đề tiện được sao? Tránh ra. Này, uống đi. Có độc đó. Có độc sao? Thuốc này để đắp ngoài da, thoa lên vết thương có thể giảm sưng giảm đau, nhưng tuyệt đối không được uống. Chờ cô ấy nuốt vào một chút thôi là thối bụng nát ruột đó. Thuốc này của người nếu không chữa khỏi bệnh cho A Chỉ thì ta sẽ lấy một tay của người trước, mang đến nhà người đổi lấy tiền. Thuốc này tạm thời bôi ngoài da, để kiếp nạn hôm nay qua đi. Ta sẽ tìm y quan giỏi nhất thành Trường An chữa bệnh cho cô. Họ sẽ sử dụng những dược liệu quý hiếm của hiệu thuốc Đông Cung, chắc sẽ hiệu quả. Người không cần tốt với ta như vậy. Thật ra ta không muốn biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào. Vì sau khi biết sẽ không nỡ chết nữa. Lúc không muốn sống, cô có thể tìm người để nói về sau mình muốn có cuộc sống như thế nào. Cho dù người khác không muốn nghe, cô cũng có thể nói to để cho mình nghe. Có tác dụng không? Không ngại, cứ thử xem. A Chỉ trước đây rất thích ngắm bình minh ở Trường An. Bầu trời đang tự sắc hồng dần chuyển sang ánh vàng. Bà lão bán đồ ăn sáng, đầu tóc chải gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, bàn tay nhào nặn thoăn thoắt. Trong phút chốc đã làm xong chiếc bánh nhân đậu ngọt, đặt lên lò than, một lát là chín. Bánh đó vừa ngọt vừa thơm. Ăn vào ấm cả lòng người. Ta nghĩ đến khi ta già cũng muốn sống sạch sẽ nhanh nhẹn như vậy, cũng muốn làm ăn buôn bán nhỏ như vậy. Đại ca, bên ngoài có rất nhiều quan quân đang bắt một người mặc áo đạo sĩ màu xanh. Nói gì mà là nghi phạm ám sát Lâm Cửu Lan? Không phải tên tiểu tử này chứ? Người là thích khách sao? Tên Lâm Cửu Lan này vốn đáng chết.
Hạ nhân trong phủ hắn đều coi bọn ta như chó. Hắn ra ngoài là phải cấm đường, bọn ta mà tránh chậm thì bị đám nô tài nhà hắn tống vào ăn cơm tù. Những người coi hắn là kẻ thù đều là anh hùng. Mấy sạp hàng ngoại phố nói đám hổ kiều dệ kia mất dấu phạm nhân trên đường của chúng ta. Lúc nãy tên tiểu tử này cũng nói tối nay thành Trường An sẽ xảy ra chuyện lớn. Người có dám thừa nhận không? Người đi đâu? Bọn ta đưa người đi. À chỉ, ban nãy cô vẫn chưa nói hết. Sau này cô muốn sống cuộc sống như thế nào? Ta nói, ta cũng muốn làm ăn buôn bán nhỏ như vậy, kiếm tiền nuôi A Quynh ta. Đến lúc đó Quynh ấy cũng già rồi, làm kẻ đánh thuê trên con phố này cũng sẽ có lúc không đánh nổi nữa. Đến lúc đó cũng phải có người lo cho Quynh ấy. Không đụng thuốc nữa, đại sự quan trọng. Đúng đúng đúng. Nào nào nào, để tôi đụng thuốc cho. Nào, giết Lâm Cẩu là đại sự. Để tôi. Người mà Hữu Kiêu Dệ truy bắt đúng là ta. Nhưng ta không mưu sát Hữu tướng, ta chỉ đang điều tra vụ án liên quan tới hắn mà thôi. Bọn ta đưa người đi. Mời. Chờ đã. Người mặc áo đạo sĩ dễ gây chú ý. Nếu không chê thì hãy mặc đồ của ta đi.